Rồi thầy đang chia sẻ một uh, câu chuyện tiếng Anh bất kỳ thôi. Đây là một câu chuyện mà thầy hướng dẫn các bạn vài lần rồi. Nhưng mà chủ yếu là chúng ta sẽ mượn câu chuyện này để chúng ta ấy nhé. Chúng ta lấy cách học. Thì hôm nay uh, bạn có biết tiếng Anh rồi thì cũng không quan trọng. Bạn chưa biết tiếng Anh cũng chẳng quan trọng đâu các bạn ạ. Đừng có vào đây xong thì chưa chưa làm gì nhá đây thầy đang hướng dẫn những người là không biết một cái gì và thậm chí từ con số âm như thầy ngày xưa tức là bạn mà không biết một cái gì là bạn còn may mắn thầy còn biết tiếng anh nhưng mà còn nguyên biết sai biết được khoảng 100 từ vựng thì phát âm sai 105 từ vựng các bạn hiểu ý thầy bấm hiểu nào và thầy vẫn học được thì thầy chỉ mong là lần đầu tiên các bạn gặp thầy thì các bạn phải quen những cái kiểu nói hơi đa cấp và đạo lý của thầy đó chính là bớt cái kêu gào lại nhá bạn có tin trong ngày hôm nay hôm nào thế thôi nhưng bạn học cùng thầy lâu biết thầy nào các bạn vào bảo ô thầy ơi bài này em nhìn em chẳng hiểu gì. Ở đây anh hiểu bài này đâu. Bây giờ với cái bài mà các bạn đang nhìn thấy trên bảng thì đây chính là cái bài mà đã giúp thầy uh, vượt qua cái việc là cứ nhìn thì tiếng Anh là dịch, nó rất là khổ. Thì uh, làm thế nào làm điều đó chỉ có đúng một một cái kỹ thuật duy nhất mà ai cũng học được bạn bao nhiêu tuổi kệ bạn, bạn đã học lớp mấy kệ bạn, bạn đã mất gốc tiếng Anh bao lâu kệ bạn, bạn có gốc tiếng Anh bao lâu kệ bạn, bạn đang giỏi tiếng Anh cũng kệ bạn mà bạn đang kém thì anh cũng kệ bạn. Thì nó chỉ có một phương pháp là lặp đi lặp lại Các bạn ghi là lặp đi lặp lại cho thầy nào Nào bây giờ chúng ta sẽ vào thực hành luôn nhé Bạn hiểu bài này được không hiểu bài này được Bây giờ thầy sẽ làm một điều này Và chỉ trong vòng vài giây bạn sẽ thấy là Đừng có kêu cái gì nữa nhé Thì bạn nghe tiếng Anh bạn không hiểu đúng không Bạn nhìn bài này nó mới tinh kệ bạn Bây giờ thầy sẽ đọc bài này bằng tiếng Anh Sau đó dịch bài này bằng tiếng Việt Thầy sẽ làm đi làm lại điều đó vài lần Và các bạn sẽ trả lời cho thầy một câu hỏi Phía sau nhé Bây giờ chỉ việc tập trung nghe và cảm nhận như vua chúa vậy bạn, không cần làm một cái gì, không cần tập phát âm theo, đừng đánh lên đây một cái chữ nào là Thầy ơi, thầy dạy hay quá nhưng em cảm thấy bài này khó khó nào thầy ơi, em chưa hiểu lắm, thầy ơi em chưa biết tiếng Anh gì cả, thầy ơi em bỏ đi. Không, bạn chỉ việc ngồi nghe như vua chúa và sau đó trả lời những câu hỏi thầy 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 hỏi. Nếu bạn làm được thì bấm số 1 lên thầy xem nào. Nào, đầu tiên thì thầy sẽ đọc bài này và thầy sẽ dịch cho các bạn. nào các uh, uh, hoàng đế và các hoàng hậu nghe thầy này. Grace and the little dog. Grace là tên kiểu như là thầy tên là Thế anh thì bạn này tên là Grace. Các bạn cũng không quan tâm là Grace nó có gì hay không gì. Đây không phải là lúc để phát âm được chưa các bạn? Được bấm được không bấm không nào. Chỉ biết là tên bạn này là Grace. Bạn đọc được được bạn không đọc đường được được. Tốt nhất bạn đừng có làm gì Chỉ hiểu là Grace là tên Một bạn tên là Grace And là và The little dog Cả cụm này nghĩa là Một chú chó nhỏ Một chú cún nhỏ Nào Tên câu chuyện là Grace Và một chú chó nhỏ Ok Nào In Hanoi Việt Nam Là Ở Hà Nội Việt Nam Chắc cái này dịch được đúng không các bạn Đây nó hay ở chỗ này There is A girl There is Là có A Một girl là cô gái there is a girl là có một gì các bạn một chàng trai à các bạn hay một cái gì các bạn các bạn thử ghi lên thầy à à một cô gái rồi tốt quá nào in Hà Nội Việt Nam there is a girl là ở Hà Nội Việt Nam thì có một cô gái named thì không cần phân tích đây là ngữ pháp gì chỉ biết là có tên là đấy kiểu ý Grace à ở Hà Nội Việt Nam có một cô gái tên Grace nào she is cô ấy she là cô ấy is bạn không biết gì tiếng anh nào bạn cứ nghe là là hiểu bố thầy mẹ thầy cũng vậy học tiếng anh cũng đúng như này nó chẳng hiểu gì tiếng anh bây giờ nói mà các anh chị thấy vậy is là là she is cô ấy thi nineteen đố các bạn nhé đây là một con số trong tiếng anh đố các bạn biết số này à thầy thầy đang nói số gì nào nineteen bạn được viết ra đây cả Ui giỏi Các bạn giỏi thế Các bạn quá giỏi vậy Thế mà không biết tiếng Anh 19 Sao các bạn biết là số 19 vậy Giỏi thế Ờ hay thật đấy Đây chính là lớp giỏi nhất Trong những lần mà thầy từng từng dạy 19 À hóa ra vậy à Hóa ra là trên này nó là số 19 luôn à à cô ấy thì 19 tuổi các bạn nha years old she is 19 years old Grace là uh, Grace này buys thì cũng không quan tâm là vì sao chữ s này chỉ biết là buys nghĩa là mua Grace thì mua cái gì đây a new new là mới a là một này bicycle là xe đạp nào Grace buys a new bicycle là cô ấy mua một cái gì mới các bạn ô tô hay là xe máy hay xe đạp các bạn thử ghi lên cho thầy nào à là xe đạp tốt quá nào is tức là nó thi a beautiful a là một này beautiful là đẹp này blue blue đúng các bạn là màu gì nhá blue nó là màu đỏ hay là màu vàng hay là màu da cam hay là màu da trời hay là gì a màu xanh dương tốt quá thầy đang Nghĩ, nghĩ lại xem nó màu gì mày quá các bạn nhắc Nào, it's a beautiful blue bike Nào, cái từ bike Nó viết tắt của từ bicycle rồi Thì nó là một chiếc xe đạp Màu xanh dương Và nó rất là xấu đúng không các bạn Đúng bấm đúng sai bấm sai nào Beautiful là xấu Đúng bấm đúng sai bấm sai nào À sai à Thế thầy xin lỗi nha Thế thì nó là đẹp Ok Rồi lại nha Grace and the little dog Là bạn Grace và một chú chó nhỏ và một uh, chú cún. Đấy, tên tiêu đề này. In Hà Nội, Việt Nam Ở Hà Nội, Việt Nam này There is a girl named Grace là có một cô gái tên là Grace. Now, she is 19 years old. Cô ấy bao nhiêu tuổi? Các bạn để đánh lên cho thầy xem nào. À, sai lòi à? Rồi, cảm ơn. Hà Sang Cao Now she is 19 years old. 19 tuổi, cô ấy thì 19 tuổi nào? Xem cô ấy mua cái gì nhé, này, quan trọng này. Grace buys a new bicycle. Nào, cô ấy mua một cái gì mới đây các bạn? Thử ghi này là thầy quên mất rồi. Tôi để thầy tra cái từ này xem. Nào vào chat GPT tra từ này xem nào, xe máy hay là xe cút kít đây. À xe đạp à, rồi cảm ơn các bạn nhé. Hay quá. Tiếp tục này. Is a beautiful blue bike nó là một chiếc xe đẹp màu đỏ đúng không các bạn đúng bấm đúng nào sai bấm sai nào nó là một chiếc xe rất đẹp và nó màu đỏ à sai à thế blue là màu gì nhỉ màu vàng hay là màu màu xanh lá cây nhỉ blue lại vào từ điển này cha đã à xanh dương rồi rồi nhầm tí làm nhầm căng rồi bây giờ nhá Lại một lần nữa nha Grace and the little dog Là bạn Grace và một chú chó nhỏ In Hà Nội, Việt Nam There is a girl named Grace Ở Hà Nội, Việt Nam Thì có một cô gái tên là Grace She is 19 years old Cô ấy thì 19 tuổi Grace buys a new bicycle à, Bạn Grace thì mua một chiếc xe đạp mới It's a beautiful blue bike nó là một chiếc xe đạp rất là đẹp và màu xanh dương. Các bạn hít một hơi thật sâu, ngồi thật im và bấm số 1 cho thầy nào. Hết sức bình tĩnh nha. Tập trung để chúng ta kết thúc buổi học tuyệt vời ngày hôm nay này. Bây giờ thầy sẽ đọc bài này bằng tiếng Anh một lần nữa. Không hề có tiếng Việt. Bạn cũng không cần biết là thầy đọc để làm gì. Nghe cho nó vui tai. Hiểu được, chả hiểu được, chả sao. Sau đó thầy hỏi các bạn đúng một câu rồi. Now, sẵn sàng nhé. Are you ready? Let's start Grace and the little dog In Hanoi, Vietnam There is a girl named Grace She is 19 years old Grace buys a new bicycle It's a beautiful blue bike Rồi cái đoạn vừa rồi Nếu thầy đọc mà bạn phải dịch Thì nó sẽ không kịp thì nếu bạn nào nghe cái đoạn vừa rồi mà thấy nó hơi hơi hiểu thấy nó cũng khá dễ hiểu rồi và thấy nó cũng ổn ổn rồi thì tự hào bấm chữ em lên cho thầy nào các bạn nào mà cảm thấy hay thì bấm hay lên cho thầy vui nào mà từ đầu cứ nói suốt cướp mic các bạn không biết là dạy ra cái gì không à may quá các bạn khen thầy có khi là cũng không hay nhưng mà thôi ông này ông nói suốt từ nãy chắc ông cũng mệt rồi khen câu cho nó vui mình <laughs> người quảng đại ha chúng ta phải quảng đại lên các bạn nhé nào thế các bạn có thấy vừa thấy hay vừa thấy vui vừa thấy thế, thế, thế các bạn thấy là nó cũng dễ đúng không các bạn thấy dễ bấm dễ thầy nào tức là nếu mà thầy làm điều này chỉ có vài phút và các bạn thấy vài câu vừa rồi nó cũng ok thì nếu thầy làm bài này với cả câu chuyện này và các bạn có cả một tuần trời chỉ có nghe thầy lặp đi lặp lại điều đó thì bạn có nghe và dịch được để bạn có nghe được bài này và không cần dịch không? Có bóng có không bóng không, không nào? Thì bây giờ đến phần phát âm nó cũng vậy. Bắt đầu phát âm thì nó sẽ sai. Sai đâu sửa đấy. Hôm nào cũng dã bài này thì sẽ phát âm được. Bạn nào nghĩ là mình có thể cứ sai đâu. Ví dụ hôm nay phát âm gray thì bảo không được rồi. Phải là grace. Nó có cái s ở cuối. Cố gắng phát là grace. Thì bạn ấy grace. Rồi, thế hôm nay tập mỗi từ đấy thôi. Thế là ngày mai lại lại đến từ the thì bạn phát âm giờ rồi bạn phát âm đờ. Thế này mà không? Phải cắn lưỡi vào giờ. Đó, thì thầy hay dạy cái từ này thì các bạn sẽ xem lại cái video khác nhé Thì theo các bạn các bạn có sửa được hết cả bài này không? Tất nhiên là phát âm mà để hay như Mỹ rồi thì giọng nó hay là sẽ phải mất thời gian một chút. Nhưng để phát âm được bài này mà nó gọi là tạm ổn bằng cách lặp đi lặp lại trong vòng nhiều ngày, sai đâu sửa đấy thì bạn có làm được không? Được thì bấm được cho thầy nào thì đến phần giao tiếp thế thì thầy sẽ có rất nhiều câu hỏi về bài này sau đó thì thầy sẽ dịch luôn cả câu hỏi sang tiếng Việt, sau đó thầy cũng trả lời bài này bằng tiếng Anh, sau đó thầy lại dịch sang tiếng Việt và vẫn lại lặp đi lặp lại tức là bạn đầu tiên không có trả lời gì cả, bạn chỉ có nghe thầy hỏi xong tự dịch, nghe thầy trả lời xong tự giải thích là vì sao thầy trả lời như vậy dịch và đến lúc bạn hiểu thì bạn bắt đầu tập trả lời tập trả lời thì nó lại lặp đi lặp lại ở chỗ là đầu tiên thì nó ngượng mồm đầu tiên thì phản xạ nó không nhanh đầu tiên trả lời ngắn sau, sau trả lời dài đầu tiên trả lời sai sau trả lời đúng đầu tiên trả lời nó chưa mượt thì sau nó khắp mượt các bạn hiểu rồi này bấm hiểu thầy nào sau đó thầy bắt các bạn đổi bài này tất sang một cái thì khác một cái ngôi khác và bạn sẽ lại tiếp thì theo các bạn các bạn sẽ có giỏi bài này tiếng anh không giỏi tức là gì phát âm được giao tiếp được đổi thì được và nghe hiểu được thì các bạn có giỏi không giỏi bấm giỏi nào Thế theo các bạn này, câu hỏi quan trọng nhất này. Thế theo các bạn khi các bạn phát âm rồi thì nghe nói thảo luận hết bài này đổi thi đổi ngôi các kiểu thì với một bài này chuẩn thì có thể nó mất của các bạn 1 2 tháng gì đấy kệ. Thì theo các bạn những câu chuyện tiếp theo các bạn học có dễ hơn bài này gấp 1 tỷ lần không? Dễ hơn 1 tỷ lần khi bạn đã vượt qua được những cái gọi là uh, ngượng mồm với các thứ. Bài sau nó vẫn là tiếng Anh mà thì có từ mới thì mình tập trung vào nó tí thì nó dễ hơn 1 tỷ lần không có không có không không nào. Bạn phải hiểu được đoạn này thì bạn mới học được tiếng Anh không được có chuyện cả đất nước này học tiếng Anh, cả đất nước học tiếng Anh và bạn có thấy có mấy ai biết tiếng Anh đâu nhưng bạn không cảm thấy điều đó vô lý. Thầy người xưa cũng vậy, nhưng sau này thầy cảm thấy nó vô lý kinh khủng và đến bây giờ khi thầy giúp hàng chục nghìn người nói được tiếng Anh với những câu chuyện như này, không phải thầy giúp nhé, thầy chỉ bảo cách và họ tự làm được thì thầy cảm thấy nó rất vô lý với việc mà các bạn không học được tiếng Anh, rất vô lý luôn. Thế theo các bạn với cái cách học tiếng Anh và những câu chuyện này lặp đi lặp lại thì ai sẽ học được tiếng Anh? Nếu bạn nghĩ là mình thì bạn bấm em lên là thầy nào. Thế thôi thế bây giờ sau khi thầy nói như vậy thì các bạn đã bớt bảo là thầy ơi em mất gốc tiếng Anh em thế này thế kia em bỏ tiếng Anh lâu lắm rồi em thế này rằng thì làm à. có bỏ được chưa các bạn thế thôi hết rồi đấy các bạn rồi cảm ơn các bạn rất nhiều cháu cảm ơn các cô chú rất nhiều good luck and uh, good night and have a, a wonderful night with your family it's a little bit late So, I'm a little bit uh, sleepy, so I'm gonna go to bed now. Thank you so much for learning with me today. Goodbye, and I'll see you soon.